Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ 6 ngày 2 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trump Biden tranh luận đầy lửa giấc mơ bầu cử tự do ở Việt Nam. Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump và đối thủ Đảng Dân Chủ cựu Phó Tổng thống Biden đã cuộc tranh luận nảy lửa vào tối ngày thứ Ba 29 tháng 9 vừa qua, 5 tuần trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 tới đây. Hai ứng viên Tổng thống đã trả lời những câu hỏi của nhà báo ở kênh Fox News Tristan Vasley. Đây là hình ảnh Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump và ứng viên Dân Chủ cựu Phó Tổng thống Biden trong cuộc tranh luận. Các đề tài được đề cập đến là thành tích của ứng cử viên, đại dịch virus corona đã giết chết hơn 204.000 người Mỹ và việc ông Trump đề cử thẩm phán bảo thủ Amy vào tối cao pháp viện, kinh tế Mỹ suy sụp vì đại dịch, tính trung thực của cuộc bầu cử và vấn đề chủng tộc và bạo động tại các thành phố tại Mỹ. Và một đề tài không kém phần nóng bỏng khác là việc đóng thuế của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump khi tờ báo New York Times vào ngày 17 tháng 9 đã loan tin tỷ phú Trump chỉ trả có $750 tiền thuế liên bang vào năm 2016, năm ông tranh cử Tổng thống, và năm 2017, năm đầu tiên ông đảm nhận chức vụ. Ngay trước khi tiến hành cuộc tranh luận bầu cử lần 1, ekip của Biden đã sử dụng thông tin này để lập luận rằng ông Trump thiếu đồng cảm với người lao động Mỹ, những người mà ông tuyên bố tranh đấu cho họ. Và chỉ vài giờ trước cuộc tranh luận, ông Biden và bà Jill, vợ ông, đã công bố bản khai thuế năm 2019 cho thấy hai ông bà đã đóng gần $300.000 tiền thuế. Ông Trump chưa công bố gì về hồ sơ khai thuế, ông nói rằng ông đang bị kiểm toán. Ngay trong buổi tranh luận vào hôm 29 tháng 9, ông Trump đã bác bỏ tường trình của tờ New York Times về số tiền đóng thuế liên bang ít ỏi trong 2 năm 2016 và 2017 mà ông Biden cho rằng còn ít hơn số tiền đóng thuế của một người giáo viên trung bình. Ông Trump khẳng định rằng ông trả tiền thuế nhiều triệu đô la. Trong hầu hết thời gian tranh luận, truyền thông quốc tế đánh giá hai ông đã chỉ trích nhau nặng nề. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo bổ nhiệm thẩm phán Amy Coney vào tối cao pháp viện Nhà Trắng vào ngày 26 tháng 9 năm 2020. Trong khi ông Biden gọi ông Trump là Tổng thống tồi tệ nhất chưa từng có tại Mỹ, có đôi lần còn gọi là anh hề, thì ông Trump lại nói ông Biden chả có gì thông minh cả. Khi mỗi người được hỏi tại sao họ lại là những người đáng tin tưởng để xử lý khủng hoảng COVID-19, ông Biden chỉ trích ông Trump là hạ giảm tầm quan trọng của dịch và gọi Trump là Tổng thống không có kế hoạch. Ông Biden tuyên bố ông ấy biết là virus chết người, nhưng không nói. Ông Biden còn đề cập đến phát biểu của ông Trump gần đây rằng tử vong tại Mỹ là như vậy đấy, và thêm rằng đó là vì ông là như vậy đó. Còn ông Trump thì cáo buộc ông Biden đã lên án ông là bài ngoại khi ra lệnh cấm nhập cảnh người từ Trung Quốc, nơi virus xuất phát sinh. Ông Trump nói nếu ông không hành động, nước Mỹ có thể đã có tới 2 triệu người chết. Ông Trump chỉ ra những hạn chế du hành, nỗ lực cung cấp máy thở, đồ bảo hộ và phát triển vaccine. Ông Trump cũng khẳng định, chúng tôi đã làm việc rất tốt, chỉ vài tuần nữa chúng ta sẽ có vaccine. Ông Biden phản bác lại, chúng tôi tin tưởng vaccine nhưng tôi không tin tưởng, tức là Tổng thống Trump chút nào, và các bạn cũng không. Tôi biết các bạn không tin tưởng, chúng ta tin tưởng các nhà khoa học. Về việc bổ nhiệm thẩm phán Amy Coney có quan điểm bảo thủ vào tòa án tối cao, thay thế cố thẩm phán có tư tưởng tự do Ruth Ginsburg chỉ hơn một tháng trước ngày bầu cử. Ông Biden nhận định việc này đe dọa luật chăm sóc sức khỏe của quốc gia vốn được thông qua trong thời kỳ ông là phó tổng thống cho ông Obama, cũng như làm nguy hại cho quyết định cột mốc của tòa án năm 1973 hợp pháp hóa quyền phá thai tại Mỹ. Ông Trump thì bênh vực nỗ lực của Đảng Cộng Hòa thúc đẩy chuẩn thuận ứng viên của tòa án tối cao trước cuộc bầu cử. Ông nói, tôi nghĩ bà ấy sẽ tuyệt vời, chúng tôi đã thắng cuộc bầu cử và chúng tôi có quyền làm điều đó. Còn ông Biden bác lại rằng người dân Mỹ có quyền lên tiếng ai là người được đề cử vào tòa án tối cao. Và hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ còn tấn công cá nhân nhau một cách thẳng thừng. Đây là hình ảnh ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Biden và người con trai Hunter Biden nổi tiếng với những vụ bê bối lợi dụng vị thế của chính trị để làm giàu cho gia đình Biden và được ví như gót chân Achilles của Biden. Ông Biden cũng nhắc lại một bài báo trên tạp chí Atlantic cáo buộc ông Trump trong chuyến đi đến Paris vào năm 2018 kỷ niệm 100 năm chiến tranh thế giới lần thứ nhất chấm dứt, mô tả các tử sĩ Mỹ là những gã khờ và những kẻ thất bại, một cáo buộc mà ông Trump bác bỏ. Ông Biden nói người con trai quá cố của ông là Beau Biden từng phục vụ trong quân đội trước khi qua đời vì ung thư vào năm 2015 không phải là một gã khờ hay kẻ thất bại. Ông Biden cũng xúc động nói với ông Trump rằng ông không nên nói về con trai của tôi như vậy. Ông Trump nói ông không biết Beau nhưng ông biết Hunter cũng là con trai của ông Biden, người mà ông Trump cho là đã hưởng lợi tài chính với chức vụ béo bở trong hội đồng quản trị của Burisma, một công ty khí đốt Ukraine, cùng lúc ông Biden làm phó tổng thống và giám sát chính sách Mỹ liên quan đến Ukraine. Và về những quan hệ chủng tộc bị rạn nứt tại Mỹ, ông Biden đã cáo buộc ông Trump đã gây căng thẳng sắc tộc, nhắc lại chuyện ông Trump cho rằng có người tốt ở cả hai phía trong cuộc tuần hành của những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng tại Virginia vào năm 2017. Và khi người điều hợp chương trình hỏi bình luận về những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, ông Trump không lên án họ, mà thay vào đó ông khẳng định ông được những cử tri da đen ủng hộ chính trị nhiều hơn bất cứ đảng viên Cộng hòa nào khác. Tổng thống đã đả kích ông Biden vì đã viết luật chống loại tội phạm trong những năm 1990 khi ông Biden là thượng nghị sĩ, nói rằng ông Biden đã đề cập đến những nghi can hình sự da đen là siêu dã thú. Ông Trump cũng tấn công những đảng viên dân chủ cực tả, trong đó có những thị trưởng tại một số thành phố lớn nhất đất nước. Một số cuộc biểu tình bạo động bùng phát tại những thành phố này trong những tháng gần đây, trong làn sóng biểu tình chống cảnh sát bạo lực sau cái chết vào hồi tháng 5 của một người da đen tên là George Floyd. Về vấn đề biến đổi khí hậu, Tổng thống Trump cũng thừa nhận hoạt động của con người có thể đóng góp một mức độ nào đó vào sự tăng nhiệt toàn cầu, trong khi liên tục nói về chuyện quản lý rừng và bênh vực các quyết định đảo ngược các biện pháp bảo vệ môi trường thời Obama. Đây là hình ảnh Phó Tổng thống Mike Pence và Thượng nghị sĩ Kamala Harris, người đứng chung liên doanh với ông Biden, sẽ có cuộc tranh luận trong những ngày tới. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng cháy rừng đang tiếp diễn tại miền Tây nước Mỹ có thể ngăn chặn được chủ yếu bằng cách quản lý rừng tốt hơn. Còn ứng cử viên Dân Chủ cho biết ông sẽ tái gia nhập Hiệp ước Biến đổi Khí hậu Quốc tế Paris mà ông Trump đã rút khỏi. Trả lời các câu hỏi lý do tại sao ông sẽ là Tổng thống tốt hơn ông Trump, ông Biden phát biểu như sau. Dưới thời Tổng thống này, chúng ta trở nên yếu hơn, bệnh hoạn hơn nhiều, nghèo hơn, chia rẽ hơn và bạo lực hơn. Khi được hỏi tại sao người Mỹ nên bỏ phiếu cho ông thay vì ông Biden, Tổng thống Donald Trump nói như sau. Trước khi Covid xuất hiện, nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất, mọi thứ đều tốt. Đây là lần đầu tiên trong 3 lần hai ứng cử viên gặp nhau mặt đối mặt để tranh luận. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và người đứng chung liên danh với ông Biden, Thượng nghị sĩ Kamala Harris sẽ có cuộc tranh luận duy nhất vào ngày 7 tháng 10 tới đây. Và cuộc tranh luận giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ lần thứ nhất lần này được dư luận Việt Nam quan tâm theo dõi sát sao, và rất nhiều người đã thầm mơ ước về một môi trường chính trị công khai, minh bạch theo kiểu lật bài ngửa, để người dân có cơ hội tìm hiểu và đánh giá cũng như bầu chọn ai là người lãnh đạo tương lai có khả năng dẫn dắt và điều hành đất nước trong nhiệm kỳ tới. Đây là hình ảnh vào ngày 23 tháng 10 năm 2018, 99,79% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đã đặt câu hỏi, bao giờ Việt Nam có tranh luận trực tiếp giữa các ứng viên chức vụ Chủ tịch nước đây? Ông viết, không bàn về ai chiếm ưu thế trong cuộc tranh luận giữa Tổng thống Trump và cựu Phó Tổng thống Biden vào tối ngày 29 tháng 9 năm 2020, mà chỉ hỏi bao giờ Việt Nam có một cuộc tranh luận tương tự cho chức vụ Chủ tịch nước. Khả năng giải quyết tức thì các vấn đề vừa nảy sinh và đọc diễn văn viết sẵn là hai đẳng cấp khác nhau, một trời một vực. Người đứng đầu một quốc gia luôn phải đối đầu với các tình huống phức tạp vừa nảy sinh, đòi hỏi phải giải quyết tại chỗ tức thì, chứ không thể bằng cách phát biểu đường lối cho 20-30 năm sau, hay phải đẩy cho người khác suy nghĩ hộ kiểu trồng cây gì, nuôi con gì chẳng hạn. Trước đây, các bậc đế vương lập quốc đều phải xông pha chiến trận, vào sinh ra tử, đánh chiếm thành trì cho đến khi chiếm được cả thiên hạ. Còn ngày nay, khi muốn thành người đứng đầu của một đất nước thì cũng phải chiếm được đa số phiếu bầu của người dân trên toàn quốc. Cho nên phải xông pha từng cử tri, xã, huyện, tỉnh khắp mọi miền đất nước để thuyết phục họ có sống sót và chiến thắng qua nhiều vòng tranh cử như vậy mới đủ tài lãnh đạo đất nước. Chừng nào Việt Nam chưa có tranh luận trực tiếp giữa các ứng viên cho chức vụ Chủ tịch nước thì chừng đó Việt Nam vẫn còn mãi tụt hậu so với các nước đi đầu, dù có vẽ ra mục tiêu GDP đầu người lên tới 40.000 đô la hay cao hơn nữa. Và làm thế nào để Việt Nam hùng cường? Câu hỏi được đặt ra. Phép nhiệm màu giản đơn để Việt Nam hùng cường và bước đầu tiên và trên hết là tranh cử. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lý Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 2 tháng 10 năm 2020 với bản tin Trump Biden tranh luận lầy nửa và giấc mơ bầu cử tự do ở Việt Nam. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de